Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài driver với NK80 nha. Thì đầu tiên mình sẽ download cái driver này về. Thì cái driver này thì mình có để ở dưới phần mô tả, hoặc là mình có thể tìm kiếm trên Google driver K80 rồi mình tải về luôn nha. Rồi sau khi mà mình tải về thì mình driver đây là driver của mình nha. Rồi bây giờ trước khi mà mình bắt đầu mình cài driver thì mình kiểm tra cái máy in của mình nó đã sáng đèn chưa. Nếu chưa sáng đèn thì mình bật nguồn lên nha. Rồi cái thứ hai nữa là cái sợi dây USB mình đã cắm vào máy tính chưa nha. Rồi sau khi mà kiểm tra xong rồi á, bắt đầu mình cài driver nha. Rồi mình nhấp vào driver nè. Rồi chỗ này mình chọn là XP80C nha. 80C là nó mới cắt giấy. Còn mà mình chọn những cái driver ví dụ XP80 thì đúng khổ giấy nhưng mà in danh không có cắt nha, mình phải chọn đúng là XP80C nè. Rồi mình chọn check USB nè. Rồi mình check USB, nó ra USB đó là máy in của mình đã cắm vào máy tính rồi. Rồi sau đó mình save default printer nè. Rồi mình thiết lập nó luôn nha. Rồi cái bọt nè, cái ngay chỗ cái bọt nè, mình nhớ chọn là check USB nó mới được nha. Rồi mình check vào USB nè. Apply đó nha. Rồi sau đó là mình qua chỗ này. Sau đó mấy bạn bấm ring test bay nha. Khi nào bấm ring test bay á, máy in nó ra build là mình cài thành công. Rồi sau khi mà mình cài thành công rồi á, bắt đầu mình vô cái phần mềm mình test nhanh lên nha. Rồi ví dụ như cái phần mềm của mình ha, muốn in đơn á thì mình vô đây mình in nè. Rồi bấm in nè. Rồi mình mẫu in hóa đơn ha, mình in ra nè. Rồi máy in của mình vừa cài là XP80C. Sau đó bấm in là nó build thôi. Rồi mình nhớ kiểm tra dưới này nha. Đối với phần mềm online á, thì mình lề mình phải chỉnh là lề tối thiểu hoặc là minimum. Rồi tỷ lệ để lề mặc định bỏ tích 2 này nha. Sau đó bấm in là nó build thôi. Đối với phần mềm online nha, còn offline thì mình không cần cài máy này.